Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Samuel nói cùng Saul-lơ rằng: Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Vậy Saul nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Telaim, có 200.000 lính bộ và 10.000 người Juda. Saul đi tới thành Amalek và đặt binh phục trong trũng. Người có nói với dân Kenit rằng: Các ngươi hãy rút đi, hãy phân rẽ khỏi dân Amalek, kẻo ta diệt các ngươi luôn với chúng nó chăng? Vì khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, các ngươi có làm ơn cho hết thảy dân ấy. Vậy dân Kenit phân rẽ khỏi dân Amalek. Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Shurer, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: Ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Saul. Có kẻ đến nói cùng Samuel rằng: Saul đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó. Đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Saul. Saul nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Samuel hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Saul đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amalek đến, vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi. Samuel nói cùng Saul rằng: Thôi, ta sẽ tỏ cho ngươi điều Đức Giê-hô-va đã phán cho ta đêm nay. Saul đáp: Xin nói. Samuel nói rằng: Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dân cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ginh-ganh. Samuel nói: Đức Giê-hô-va
há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Sao-lơ đáp cùng Sa-mô-en rằng: Tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Sa-mô-en nói cùng Sao-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Khi Sa-mô-en xây lưng đặng đi, Sao-lơ nắm vạt áo tơi người, thì áo bèn rách. Sa-mô-en nói cùng người: Ấy, ngày nay Đức Giê-hô-va xé nước Israel khỏi ngươi là như vậy, đặng ban cho kẻ lân cận ngươi xứng đáng hơn ngươi. Vả lại, đấng phù hộ Israel chẳng nói dối và không ăn năn, vì đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn. Sao-lơ đáp rằng: Tôi có tội. Song, xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng tôi thì tôi sẽ thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông. Vậy Sa-mô-en trở lại theo Sao-lơ, và Sao-lơ sắp thờ lại Đức Giê-hô-va. Đoạn Sa-mô-en nói: Hãy dẫn A-ga vua A-ma-lét đến ta. A-ga đi đến người bộ vui mừng, vì tưởng rằng quả hẳn điều cay đắng của sự chết đã qua rồi. Nhưng Sa-mô-en nói cùng người rằng: Hễ gươm ngươi đã làm cho người đàn bà không có con thế nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ không có con thế ấy. Sa-mô-en bèn giết A-ga trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ginh-ganh. Đoạn Sa-mô-en đi về Rama, còn Sao-lơ trở về nhà mình tại Gi-bê-a của Sao-lơ. Sa-mô-en chẳng còn thấy Sao-lơ nữa cho đến ngày mình thác, vì người buồn bực về việc Sao-lơ. Còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sao-lơ làm vua của Israel. Chương 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sao-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Sa-mô-en thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu Sao-lơ hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi. Sa-mô-en làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối, chạy đón người mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Sa-mô-en thấy Eliab bèn thầm rằng: Quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Y-sai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Sa-mô-en. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Y-sai biểu Sa-ma đi ngang qua. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa.
Isai biểu bãi con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy, thì Samuel nói cùng Isai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn, Samuel nói cùng Isai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói: Hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Isai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: Ấy là nó, hãy đứng dậy xức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Samuel đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sao-lơ. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Tôi tớ của Sao-lơ nói cùng người rằng: Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gảy đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gảy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sao-lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng: Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: Này, ta đã thấy một con trai của Isai, người Bethlehem, nó gảy đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sao-lơ sai sứ đến cùng Isai mà nói rằng: Hãy gửi cho ta David con trai ngươi là kẻ chăn chiên. Isai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Sao-lơ. David đến nơi Sao-lơ, bèn ra mắt người. Sao-lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Isai rằng: Ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao-lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: Không cứ vì cớ gì, người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ và có phán rằng: Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chứ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi: Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: Nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.
Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bỗ buồn bực, vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Chương 20. Vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một denier. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: Những người rốt ấy chỉ là một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giê-xu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ, dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lạy Ngài đặng hỏi một chuyện.
Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đang khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giê-xu qua đó thì kêu lên rằng: lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, bảo nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng: lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng: các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ. Tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Thi Thiên 75. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa. Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: chớ ở cách kiêu ngạo. Lại nói cùng kẻ ác rằng: chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây hay là từ phương nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha. Ngài rót nó ra. Thật, hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Xong, tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con.
con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.